Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tư vấn online của chúng tôi. Các bạn thân mến, bao cao su là biện pháp duy nhất có tác dụng kép, vừa tránh thai vừa phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có những trường hợp bao cao su bị rách hoặc tuột trong lúc quan hệ, khiến cho các tác dụng này bị giảm, thậm chí là mất đi. Vậy phải làm thế nào nếu gặp phải các trường hợp này? Hãy theo dõi những thông tin sau đây để có giải pháp nhé! Bao cao su chỉ đạt hiệu quả khi được sử dụng đúng cách. Trên thực tế, có một vài lý do dẫn đến rách hoặc tuột bao cao su khi quan hệ tình dục, như quan hệ với cường độ quá mạnh, kích cỡ bao không phù hợp, bao cao su hết hạn sử dụng, bảo quản bao cao su không đúng cách. Nếu bao cao su bị rách hoặc bị tuột, bạn có thể dùng thuốc tránh thai khẩn cấp để giảm nguy cơ mang thai. Bạn nên uống trong vòng 72 giờ sau khi quan hệ và uống càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, bạn nữ không nên quá lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp bởi có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn. Với mong muốn loại bỏ mầm bệnh lây qua đường tình dục, nhiều người thường thụt rửa âm đạo hay sử dụng xà phòng để vệ sinh vùng kín. Thế nhưng, những việc này có thể gây viêm và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, cũng như đẩy tinh trùng vào sâu hơn trong cơ thể. Cách an toàn để bảo vệ sức khỏe sau khi rách hoặc tuột bao cao su là đi khám sức khỏe, đặc biệt khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Để tránh bị rách hoặc tuột bao cao su, bạn hãy chọn những loại bao cao su chất lượng tốt, có kích cỡ phù hợp, đeo bao và sử dụng bao đúng cách. Bên cạnh đó, cũng đừng quên xem hạn sử dụng. Các loại bao cao su quá cũ có khả năng rách cao hơn rất nhiều lần. Bảo quản bao cao su ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nhiệt độ quá nóng hoặc lạnh. Ngoài ra, cũng nên chú ý đến các loại gel bôi trơn, một số loại làm từ dầu có thể chứa các chất làm ảnh hưởng đến chất liệu của bao cao su. Chương trình ngày hôm nay xin được phép khép lại tại đây. Để xem lại các chương trình, quý vị có thể truy cập vào website cpcs.vn, trang YouTube Trung tâm Tư vấn và Cung ứng Dịch vụ hoặc fanpage Hạnh phúc Gia đình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.